Alo, hôm nay hùng bảy chào anh em nha. Nay mình lên cho anh em xem một con là số 5. Cái cũng gần đông lại anh em. Em sẽ quay cho mấy bác xem con là số 5. Xanh hùng điêu, hùng đi. Đó. Đây. hiện tại thì em còn con này. Size Simon Regula. Đó. Cái Simon Regula con này thì mới tin nha anh em. Đây, cho anh em xem đây. Màu rất đẹp luôn, màu xanh liêu, xanh này xanh cổ úa nha anh em. Xanh này hiện tại là xanh cổ úa nha. Xanh nó vàng nha anh em, thấy xanh xanh của nó là vàng không? Xanh cổ úa. Đó, phá là phá nhôm. Đây, phá nhôm, tem mát đây nha anh em. Con này thì vai của nó thì khoảng 48. Con này vai 48, con này dài 78 nha anh em, dài 78 vai 48. Nó Simon Regula. Nó dài gần 80 á. Phá là phá nhôm luôn. Đây, phá nhôm luôn. Không biết đâu là anh em con lành. Nón là anh em. Nó dây rút đồ đầy đủ nha. Đấy, Simon View, phá Simon View luôn. Đây, phá đây. Anh em thấy không, phá Siku View nha. Trong đây có chữ Made in USA đàng hoàng nha. Đó, Siku View nó khắc chữ USA Siku View trên đây luôn nha. Tại trên đầu phá luôn. Cái này là phá cổ nha anh em. Đó, cái này là phá cổ. Cổ này là phá dây đây, phá lớn ở đây. Phá multi kéo đây. Hãng Siku View luôn. Đó, nút phi được. Này, có chữ đóng rồi hết nha. Con này size Simon nha. Đó, túi bốn trong là túi trắng luôn nè anh em. Đây, anh em thấy không, túi bốn trắng luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha, mình mặc thử cho anh em xem luôn. Mình cao mét mét bảy nha anh em, mình cao mét bảy, mình nặng 75 kg lận á. Mà con này mình mặc thì chặt nha, con này size Simon mình mặc chặt nha. Đó, con này size Simon mặc chặt, chiều dài của nó là khoảng 78 nha anh em, gần 80. Còn vai của nó thì vai 48. Đó, con này thì anh em chơi rất đẹp luôn. Đó, anh em thấy không, anh em chỉ phát cái áo mờ số 5 khỏi cần là quần mờ số 5 nha anh em. Anh chỉ anh em chỉ mặc cái quần túi chéo kaki như thế này thôi là đã thấy đẹp rồi. Đó anh em thấy không, đó anh em chỉ cần lên cái quần túi chéo kaki là anh em mặc là thấy đẹp rồi ha. Phát cái áo thun với chồng nữa đó ha. Nói chung này áo thun này bên em mà có cổ luôn nha. Đó, áo thun này loại có cổ nha anh em. Đây. Đây, hãng của nó đây nha. Đây anh em thấy không? Hãng của nó đây. Đây áo thun này hãng Ranger nha. Đó mấy bác, áo thun có cổ này đang mặc trên người nè. Đó. Anh em cứ cần cứ liên hệ em, số điện thoại là 0933 235211. Với lại em có ghim số điện thoại trên màn hình đó. Đó, anh em cứ lên đó anh em tham khảo, em có ghim số điện thoại trên màn hình luôn nha. Đó. Đây em có bộ này thì em có cho anh em một tem lá cờ Mỹ, một cây bên tem USA Army. Đây là hàng mới tinh nha anh em, tay nè anh em thấy không, không có lít già lít hàng nha, lít hàng. Con này thì nói chung là phá nhôm, con này thì giá của nó thì cũng hơi chát. Anh em có cần chi tiết cái con này thì báo mình ha. Anh em nói chung 65-70 kg trên 70 kg, 65-70 kg anh em lựa cái con Simon cái này anh em mặc á thì nó ok hơn ha. Còn anh em mà anh em lấy medium á, medium thì anh em khoảng 70 kg đổ lại á thì mặc thì nó hơi rộng. Đó. Với lại mình có thêm một con 65, con Maxiu. Con này cũng mới 100% luôn nha, mình cũng có like con này một vài lần rồi. Đó, cái con này thì mình bán rất là rẻ luôn nha anh em nói chung là mặt phát đi nắng hay là mùa lạnh rồi tới đông rồi anh em mua một con như thế này anh em mặc rất là trang lý luôn á, rất ấm luôn á, mà nó bền nữa, chắc vải như của Mỹ mà cũng bền nữa anh em, thoải mái luôn. Con này là size medium Regula. Đây, phá của nó là phá mũ nha anh em, phá nó phá nhựa, phá trong của nó là phá nhựa, phá nổ cái nút bấm đầy đủ nha anh em. Nó hời như áo mà số 5 xanh lưu vậy đó. Thiết kế giống như trang luôn, khác chỉ mỗi cái bông mà phá thôi nha, khác hãng thôi nha. Đây phá nó phá nhựa nè, phá cổ cũng phá nhựa luôn, mới 100% luôn nha, không có rủng rách nè. Bên em là ít khi nào có hàng mà cũ mà đến 85-90% đó, đa số hàng cũng trên 95% không à. Tại còn mấy con này như thế này á thì Mỹ nó sản xuất cho đến rất nhiều nên là anh em về một con mới tinh luôn.
không có cũ kiết hay là dơ hay là gì hết đó. Cổ được rất đẹp, tem mát đồ còn ở trong, tem mát đồ còn đầy đủ hết đó. Đây đó này, thấy không, xài Mejum Decula đó, Decula nè, Mejum Decula đó. Con này sản xuất là năm à, con này sản xuất là năm 2006 nha anh em. Con này năm 2006 nha. Đó. Con này năm 2006. Tính nhảy dù cũng dùng bông ACU này rất nhiều ha, không phải gọi bông ACU nha anh em. Đó. Hôm nay em chỉ lên cho anh em một con xanh lưu với một con ACU ha. Đó, nên anh em tham khảo. Đó. Chiếu lại trên đầu, trên người em có mặt đồ đầu mà túi chéo. Túi chéo xanh lưu mà cắt vải của nó là vải thật kia. Đây, để em mặc à bộ vô trên xem ha. Đó. Này thấy em mặc quyền bộ không? Đó. Dưới cái nón này loại nón sáu núi, có bông mai vàng luôn nha. Năm nay mai vàng là như là sáu cánh nha anh em, bông mai vàng sáu cánh. Đó, còn đây là bộ kaki nha. Kaki này cái size em đang mặc là size medium Decula nha anh em. Dòng bụng là 88. Dài là cái quần là bụng 88 90, dài là 105. 105 nha. Còn áo thì dài 78, vai 50 nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đây mặc bộ kaki nha. Đó. Với lại bên em Taro cũng có, kaki cũng có, Bodlin cũng có, Satin thì đầy đủ, em có bên đây đồ đầy đủ. Mà hiện tại hôm nay em like là em không có mặc bộ Taro, em mặc bộ Satin. Rồi ok, vậy hôm nay em lên cho anh em một bộ đồ với hai con áo mà số 5 ha. Rồi hôm nào nữa em về hàng em sẽ like tiếp cho anh em xem. Rồi hôm nay em kết thúc video tại đây, chào anh em ha, chúc anh em một ngày vui vẻ ha, tốt lành ha. Rồi chào anh em.